Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng trên địa bàn thủ đô Hà Nội ra quân quyết liệt xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát và tập kết bến bãi vật liệu xây dựng trái phép, song hoạt động này vẫn diễn biến phức tạp. Cuối tháng 3 năm 2015, đội 3 phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với một số đơn vị của Công an Hà Nội tổ chức bắt giữ 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 24 người đang thực hiện hành vi hút trộm cát. Đáng chú ý, cả 3 chủ tàu trên đều là lái tàu nhưng không có bằng lái hay chứng chỉ thuyền viên. Được biết việc anh đi hút cát trên lòng sông này là vi phạm pháp luật không? Dạ, bọn em cũng biết nhưng mà vì điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, là đông con mà không có công việc làm, nên là em cũng đi hút để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 22 tháng 4, sau gần một tháng ra quân cao điểm đấu tranh, xử lý các tụ điểm vi phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện bắt quả tang 14 vụ khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Hồng, sông Đuống với 32 đối tượng và 16 phương tiện các loại tham gia, trong đó có 11 tàu hút cát. Điển hình là cái ngày 17, đêm ngày 17, thì tổ công tác đặc biệt đã tập trung xử lý đấu tranh với lại một cái tụ điểm về khai thác cát trái phép thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Chúng tôi đã bắt giữ được 4 vụ và 6 phương tiện đang có hành vi khai thác cát trái phép. Các đối tượng thì thường là lợi dụng vào địa bàn là xa dân cư và đêm tối. Tuy nhiên, thời gian ngắn trở lại đây, hiện tượng khai thác cát trái phép lại tái diễn. Một số doanh nghiệp và cá nhân lợi dụng việc ban đêm và sáng sớm để khai thác. Mặt khác, do việc phân định địa giới hành chính chưa rõ ràng cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên. Đầu năm vừa rồi, chúng tôi đã xử lý được 47 vụ gần 1 tỷ. Hiện nay, trong luật hình sự cũng quy định là khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép phải chịu trách nhiệm hình sự. Thì nó đưa ra một cái bài toán khoản 1 ít nghiêm trọng, khoản 2 là rất nghiêm trọng, khoản 3 là đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng ngược lại, như thế nào một cái doanh nghiệp khai thác cát ở dưới lòng sông trái phép vi phạm luật, thế nào là đặc biệt nghiêm trọng, thế nào là ít nghiêm trọng, thế nào là nghiêm trọng, thì cái này chưa có một cơ quan nhà nước, như tôi nói là chưa có thông tư hướng dẫn của cơ quan pháp luật để làm sao là xử lý nghiêm vấn đề này. Những kết quả đấu tranh của Công an Hà Nội thời gian qua đã phần nào cho thấy sự kiên quyết đấu tranh xử lý đối với các đối tượng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên, những khe hở pháp luật và lợi nhuận do hoạt động khai thác cát sỏi trái phép mang lại khiến nhiều đối tượng bất chấp thủ đoạn để khai thác trái phép. Và tình trạng này sẽ vẫn là bài toán nan giải, chưa có hồi kết.